Kính thưa quý vị, thời gian qua, công tác quản lý cư trú của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt từ sau khi triển khai luật cư trú và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử, chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, toàn thành phố Hồ Chí Minh đang có hơn 225.000 nhân khẩu vắng mặt, không xác định được nơi ở hiện tại và có thể bị xóa đăng ký thường trú nếu vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên. 210 hộ dân trên địa bàn phường 5 quận 5 thuộc diện giải tỏa trắng, phục vụ dự án mở rộng đại lộ Võ Văn Kiệt từ năm 2011. Theo đó, 1.177 nhân khẩu sẽ cần đăng ký tạm trú nơi ở hiện tại với cơ quan công an địa phương. Tuy nhiên, dù công tác tuyên truyền vận động đã được thực hiện rất quyết liệt, nhưng hiện vẫn còn 278 nhân khẩu chưa liên hệ khai báo thông tin về nơi ở hiện tại cho công an phường 5 quận 5. Do người ta đi khỏi địa phương lâu quá, người ta không quay trở về để liên hệ với địa phương. Nên sau này là ban điều hành tổ và cảnh sát khu vực sẽ phối hợp làm thêm một bước nữa là mình rà soát lại cho kỹ, mình vận động hộ dân xem xét lại những cái hộ mà đi quá 12 tháng á, mà cũng không thực hiện cái luật cư trú đó, thì mình có thể là mình lập biên bản rồi mình ghi nhận lại. Còn ảnh hưởng đến cái việc học tập cũng như là sinh hoạt và được hưởng các cái chính sách thụ hưởng. Do đó là một số trường hợp vẫn chưa đăng ký cái việc này. Thì cơ bản là thông tin tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, việc xóa khẩu là cụ thể là 9 trường hợp, tuyên truyền thông qua các cái group Zalo của các ô cảnh sát khu vực, của các tổ dân phố, của các khu phố để đưa thông tin đến với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Lực lượng cảnh sát khu vực thực hiện mọi cái biện pháp liên hệ cho chủ hộ, liên hệ những bà con, rồi thậm chí những cái tổ trưởng lâu năm cũng niêm yết công khai những cái danh sách 278 này ở công an phường, ủy ban, tổ dân phố. Khi mà người dân có cái điều kiện mà về làm thủ tục hành chính này nọ thì sẽ lập tức ghi nhận cái thông tin lại. Hơn 200.000 trường hợp vắng mặt tại địa phương nhưng chưa rõ nơi đến đang gây ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý dân cư của thành phố Hồ Chí Minh. Những trường hợp này nếu vắng mặt kéo dài từ 12 tháng không khai báo sẽ bị xóa đăng ký thường trú. Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú. Khi có thay đổi về nơi sinh sống, công dân phải đến cơ quan công an phường, xã, thị trấn tại nơi sinh sống mới để thực hiện đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật. Tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú. Thì thời gian qua thì Công an thành phố đã phối hợp với các cái đơn vị có liên quan, các sở ngành, quận huyện cũng như các đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến luật cư trú, trong đó tập trung về nội dung liên quan đến xóa đăng ký thường trú. Những người dân trong cái trường hợp trên thì nhanh chóng thực hiện các quy định về đăng ký cư trú theo quy định của luật hiện hành. Bộ Công an cho biết, theo luật cư trú đang có hiệu lực, khi xóa đăng ký thường trú, cơ quan chức năng phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Hiện xóa đăng ký thường trú đã được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Người dân có thể đến công an xã phường hoặc thực hiện trực tuyến tại nhà theo các bước được hướng dẫn trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an.